Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy, tự tu Pháp không quên mất, dạy người khác tu Pháp không quên mất, khen ngợi Pháp không quên mất, vui vẻ khen ngợi người tu Pháp không quên mất, tự tu Pháp tánh luôn luôn xả, dạy người khác tu Pháp tánh luôn luôn xả, khen ngợi Pháp tánh luôn luôn xả, vui vẻ khen ngợi người tu tánh luôn luôn xả. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy, tự tu tất cả pháp môn Đà La Ni, dạy người tu tất cả pháp môn Đà La Ni, khen ngợi tất cả pháp môn Đà La Ni, vui vẻ khen ngợi người tu tất cả pháp môn Đà La Ni, tự tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, dạy người khác tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa, khen ngợi tất cả pháp môn Tam Ma Địa, vui vẻ khen ngợi người tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy, tự tu pháp trí nhất thiết, dạy người khác tu pháp trí nhất thiết, khen ngợi pháp trí nhất thiết, vui vẻ khen ngợi người tu pháp trí nhất thiết, tự tu pháp trí đạo tướng, dạy người khác tu pháp trí đạo tướng, khen ngợi pháp trí đạo tướng, vui vẻ khen ngợi người tu pháp trí đạo tướng, tự tu pháp trí nhất thiết tướng, dạy người khác tu pháp trí nhất thiết tướng, khen ngợi pháp trí nhất thiết tướng, vui vẻ khen ngợi người tu pháp trí nhất thiết tướng. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy, tu hành sáu phép ba la mật đa, khi hành bố thí ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi giữ tịnh giới ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi tu an nhẫn ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi khởi tinh tấn ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi nhập tịnh lự ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Khi học bát nhã ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy, khi tu hành sáu phép ba la mật đa, thường nghĩ thế này: nếu ta chẳng hành bố thí ba la mật đa thì sẽ sanh vào nhà bần cùng không thế lực, lấy gì thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, huống là có khả năng đắc trí nhất thiết trí. Nếu ta chẳng bảo hộ tịnh giới ba la mật đa thì sẽ sanh các đường ác, còn chẳng thể được thân người hạ tiện, lấy gì thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, huống là có khả năng đắc trí nhất thiết trí. Nếu ta chẳng tu an nhẫn ba la mật đa thì sanh ra các căn sẽ tàn tật, khiếm khuyết, dung mạo xấu xí, chẳng đầy đủ sắc thân viên mãn của Bồ Tát. Nếu được sắc thân viên mãn của Bồ Tát, hành hạnh Bồ Tát hữu tình nào thấy thì chắc chắn đạt được quả vị giác ngộ cao tột. Nếu chẳng được sắc thân viên mãn này thì chẳng có thể thành thục tất cả hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, huống là có khả năng đắc trí nhất thiết trí. Nếu ta lười biếng chẳng khởi tinh tấn ba la mật đa thì đạo thù thắng của Bồ Tát còn chẳng có khả năng đạt được, lấy gì thành thục tất cả hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, huống là có khả năng đắc trí nhất thiết trí. Nếu ta loạn tâm chẳng nhập tịnh lự ba la mật đa thì định thù thắng của Bồ Tát còn chẳng thể khởi được, lấy gì thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, huống là có khả năng đắc trí nhất thiết trí. Nếu ta không có trí tuệ chẳng học bát nhã ba la mật đa thì trí tuệ phương tiện thiện xảo còn chẳng thể đạt được, lấy gì vượt bậc nhị thừa thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, huống là có khả năng đắc trí nhất thiết trí. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy, học sáu phép ba la mật đa thường nghĩ thế này: ta chẳng nên chạy theo thế lực san tham, vì nếu chạy theo thế lực ấy thì bố thí ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn, mà việc bố thí ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn thì chẳng bao giờ có khả năng thành tựu trí nhất thiết trí. Ta chẳng nên buông theo thế lực phá giới, vì nếu buông theo thế lực ấy thì tịnh giới ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn, mà nếu tịnh giới ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn thì chẳng bao giờ có khả năng thành tựu trí nhất thiết trí. Ta chẳng nên buông theo thế lực phẫn nhuế, vì nếu buông theo thế lực ấy thì an nhẫn ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn, mà nếu an nhẫn ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn thì chẳng bao giờ có khả năng thành tựu trí nhất thiết trí.
ta chẳng nên buông theo thế lực lười biếng, vì nếu buông theo thế lực ấy thì tinh tấn ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn, mà nếu tinh tấn ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn thì chẳng bao giờ có khả năng thành tựu trí nhất thiết trí. Ta chẳng nên buông theo thế lực của tâm loạn, vì nếu buông theo thế lực ấy thì tịnh lự ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn, mà nếu tịnh lự ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn thì chẳng bao giờ có khả năng thành tựu trí nhất thiết trí. Ta chẳng nên buông theo thế lực vô trí, vì nếu buông theo thế lực ấy thì bát nhã ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn, mà nếu bát nhã ba la mật đa của ta chẳng được viên mãn thì chẳng bao giờ có khả năng thành tựu trí nhất thiết trí. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát ấy chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Đối với bát nhã ba la mật đa này, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, sao chép giảng giải, truyền bá rộng rãi thì sẽ đạt được công đức thắng lợi như thế trong hiện tại và về sau. Lúc bấy giờ trời đế thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế thật là hy hữu, điều phục Bồ Tát, làm cho chẳng sanh tâm tự cao mà lại có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Phật dạy: Kiều Thi Ca, thế nào là bát nhã ba la mật đa điều phục Bồ Tát, làm cho chẳng sanh tâm tự cao mà lại có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí? Trời đế thích bạch: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa ở thế gian, nếu đối với Phật thực hành bố thí mà nghĩ thế này, ta có khả năng bố thí cho Phật. Nếu đối với Bồ Tát